siêu phẩm Vân siêu VIP. Từ trước đến nay chưa có bộ nào đẹp hơn bộ này cả các bạn nhá. Và hiện tại bộ sản phẩm này đang có ưu đãi 10 triệu đồng cho các bạn nào xem đến cuối video này các bạn nhá. Vâng, xin chào các bạn, ngày hôm nay em biên giới thiệu với các bạn một bộ siêu phẩm Vân siêu VIP. Từ trước đến nay chưa có bộ nào đẹp hơn bộ này cả các bạn nhá. Và hiện tại bộ sản phẩm này đang có ưu đãi 10 triệu đồng cho các bạn nào xem đến cuối video này các bạn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy cái bộ sản phẩm này, nó đẹp từ gót chân trở lên, vách, ván, khuôn tranh, dạ, tê, tất cả đều là vân loang kết hợp với vân lu, cực kỳ đẹp, nét làm rất chi là tỉ mỉ. Kích thước của bộ sản phẩm này cao tận là 1,5m và dài tận 2,7m. Bình thường người ta chỉ làm cao 1,45m và dài 2,6m thôi các bác nhá. Chương của bộ sản phẩm này cơ sở nhà em làm là đục là mẫu là 3 bông hoa, cực kỳ đẹp và nét. Và cơ sở nhà em đục máy sửa tay cực kỹ, chương pha dày tận 10 phân đấy các bác nhìn này. Bông hoa được sửa tay cực kỳ nét, cực kỳ kỹ, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Ghế đơn cơ sở nhà em làm các bác nhá là cao là tận là 1,48m, sâu 80 và rộng tận 1,25m. Bình thường chỉ có rộng 1,1m thôi. Cái ghế này cơ sở nhà em làm dài hơn tận là 15 phân. Các bạn nhìn này, đường nét đục máy sửa tay siêu kỹ, chọn vân này từ vách tê này, ván này, khuôn tranh dày 4, ván dày 2, hàng cực kỳ đẹp nét, kén cong tứ diện. Cái bàn thì làm siêu to khổng lồ nhá các bạn nhá. Bàn 14 bình thường người ta làm 75 phân thì hiện tại nhà em làm tận 80, dài 1,57m. Hàng đục mặt và đục hoa lá tây siêu đẹp luôn, vân veo trọn chạy xung quanh, và ngăn kéo hai bên các bạn nhá. Và chân yếm đều được làm tinh bong đẹp thôi nhá, yếm dày tận 3 phân. Riêng cái phần vân VIP này các bạn nhá, đôi kẹp cơ sở nhà em làm đục cả 4 góc, ngăn kéo vân veo trọn đẹp cả 4 mặt. Kích thước là 45 x 55 phân. Mời các bác thưởng lãm cái vân VIP của bộ sản phẩm này. Và không có bộ sản phẩm nào vân VIP được hơn bộ sản phẩm này từ trước đến nay cơ sở nhà em chọn. Thì các bác nào mong sở hữu được bộ sản phẩm vân VIP như này, rất lâu rồi một bộ, thì các bác hãy chốt nhanh và duy nhất một bộ thôi các bác nhá. Mặt sau cơ sở nhà em đục đẹp như mặt trước luôn các bác nhá. Hàng chọn vân xỉ đẹp từ mặt trước đến mặt sau. Hàng gỗ già, vân đẹp, cực kỳ nét. Và hàng này là hàng cực kỳ cao cấp và là hàng đẳng cấp và khó chọn nhất trên thị trường. Kích thước tổng thể để các bác xem trên màn hình đây là kê hết là 2,8m chiều dài và chiều rộng nó rơi vào là 3m. Các bác có thể kê đẹp một bộ sản phẩm như trên màn hình 6 món đẹp long lanh như này các bác nhá. Toàn bộ ghế, đoạn, bàn, đôn, đôi kẹp cơ sở nhà em làm theo là kích thước siêu dày. Ván là dày đậu 2 phân, khuôn tranh là dày 4 phân các bác nhá. Và đặc biệt đây các bác để kiểm chiêm ngưỡng cho em cái vân của ván của bộ sản phẩm này thì có 102 luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn này, cái vân veo của cái ván này cực kỳ đẹp này, khuôn tranh này, tay quả chuối cực kỳ đẹp và là liền khối toàn bộ. Các bác có thể chiêm ngưỡng cái độ đẹp của bộ sản phẩm này. Chưa có bộ sản phẩm nào có thể kiếm được cái bộ vân đẹp và đều như thế này, vân xoắn, vân xoẳn, vân núi kết hợp với cả lu. Và bây giờ là ưu đãi dành riêng cho các bác nào xem đến tận cuối cái video này. Cơ sở nhà em ưu đãi cho các bác là 10 triệu đồng. Bình thường các bác đi đặt bộ sản phẩm như này thì ít nhất phải chơi vào bỏ ra khoảng 80 cho đến 83 triệu đồng. Và trên thị trường người ta còn bán cao hơn rất nhiều lần. Và ngày hôm nay các bác xem được đến cuối video rồi, riêng em biên cho các bác một cái ưu đãi chỉ có là 73.800.000 cái bộ sản phẩm này thôi. Và em xin nhắc lại là bộ sản phẩm này chỉ có duy nhất một bộ thôi các bác nhá. Các bác có bất cứ nhu cầu về bất cứ một bộ sản phẩm nào về đồ gỗ thì hãy liên hệ cho em biên qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là qua trực tiếp đây cơ sở nhà em đây là ở cạnh cây xăng Tàu Bài, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Xưởng em lúc nào cũng có rất rất nhiều bộ cho các bác đến xem thử, từ mộc, từ gỗ đến hoàn thiện, cho phần đến phần hoàn thiện xong rồi đầy đủ kê thành bộ đẹp cho các bác ngồi, thì các bác có thể đến tận nơi chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Thì em sẽ có một phần quà trị giá 300.000 cho bất cứ ai đến sở nhà em tham quan mua sản phẩm. Toàn bộ là hàng thừa nhé các bác nhá. Hàng vân veo tuyển chọn cực kỳ là đặc sắc các bạn. Chương là chương liền khối dày 10 phân và đục theo lối là vương liệm, hoa là tây và hoa hồng. Vân quần quại anh chị em mình ạ, dày lên tới là 4 phân, cực kỳ là dày. Và toàn bộ là tê thì là tê chữ C, tê đặc nguyên khối. Đây các bạn xem thì giúp em này, đấy rất đẹp. Và ván này anh chị em thì giúp em, toàn bộ là ván xẻo nguyên một tấm và nhà em làm là hàng chọn vân các bác nhá. Vân veo tuyển chọn cực kỳ đẹp. Ván dày 2, khung tranh bộ sản phẩm này làm là khung tranh vén cong,
dày lên tới là 4 phân và cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng. Chân là chân 14, đục theo lối họa tiết là hoa là tây. Vâng các bác ạ, lại là một bộ sản phẩm Hoàng Gia nhưng mà nó phân là hàng phân VIP để hôm nay em giới thiệu các bác trong video này. Thì các bác xem hết cái video này đến cuối video em sẽ có một mức giá cực kỳ là sốc cho chị em mình. Thì như chị em mình có xem đây là một bộ sản phẩm Hoàng Gia chân 14, vách cánh bướm nhưng mà vách là vách để trơn, hàng vân là vân tuyển chọn. Đoạn dài em đã làm một kích thước lên tới là 2m70, sâu 79 và cao là 1m50. Toàn bộ là hàng thửa nhé các bác nhá. Hàng vân veo tuyển chọn cực kỳ là đặc sắc các bạn. Trương là trương liền khối dày 10 phân và đục theo lối là vương liệm, hoa là tây và hoa hồng. Toàn bộ đục bằng máy sửa lại tay kỹ này, các bạn nhìn xem giúp em nhá. Rất đẹp các bạn, và toàn bộ là chất liệu là gỗ hương đá đỏ là phi 100% không pha một chút rác vào. Đục tỉa hai mặt, đặc biệt bộ sản phẩm này này các bạn nhìn này. Cái vách này nhà em đang làm là vách xẻ nguyên một tấm và để trơn tru nhé, không đục đẽo gì. Các bác rất là dễ lau chùi và vân thì thôi. Vân quần quại với anh chị em mình ạ, dày lên tới là 4 phân, cực kỳ là dày. Và toàn bộ là T thì là T chữ C, T đặc nguyên khối. Đây các bạn xem thì giúp em này. Đấy, rất đẹp. Và ván này, anh chị em thì giúp em. Toàn bộ là ván xẻ nguyên một tấm và nhà em làm là hàng trộn vân các bác nhá. Vân veo tuyển chọn cực kỳ là đẹp. Ván dày 2, khung tranh một sản phẩm này làm là khung tranh vén cong, dày lên tới là 4 phân và cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng. Chân là chân 14, đục theo lối họa tiết là hoa là tây. Yếm làm dày là 4 phân. Những dòng Hoàng Gia như này rất phù hợp những không gian của khách nhà hiện đại, nhà ống. Và đặc biệt hơn là những căn biệt thự tân cổ điển các bạn ạ, nhìn trông rất là sang trọng. Và mặt sau của chiếc đoạn dài thì anh chị em mình có thể chiêm ngưỡng giúp em đây. Toàn bộ mặt sau đục tỉa đẹp như mặt trước và toàn bộ là gỗ xỉ đét, không có pha một chút rác vào. Anh chị em mình cảm nhận giúp em đi. Đây là em mới chỉ là quay từ mộc thôi mọi người nhá. Hiện tại thì bộ sản phẩm này thì em đang kê là hình chữ H thì sẽ chiếm diện tích của phòng khách nhà các bác hết khoảng là 15 cho đến 18 mét vuông. Thì ở giữa em đang kê đây là một chiếc bàn lớn, em đang làm với kích thước là rộng 79, dài là 1m57 phân. Toàn bộ là ván xẻ nguyên một tấm và nhà em làm vén cong hai đầu thì trông rất là dẻo. Và mặt bàn đục thuận buồm xuôi gió, mang một ý nghĩa rất là phong thủy gia chủ. Và các bác hãy nhìn giúp em đây, gỗ đỏ o đều rực nha các bác nhá. Ván dày 2, khung tranh dày 4, bàn đôn thì luôn luôn là sẽ có ngăn kéo đi theo. Bàn là sẽ có hai chiếc và đôn kẹp ghế là một chiếc là tổng là 3. Hàng khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng, chân là chân 14, yếm dày 4 phân. Toàn bộ là chất liệu hương đá, các bác nhìn cảm nhận giúp em này. Quay mặt bàn cho mọi người nhìn giúp em. Mới té lướt qua các bác nhìn xem phân nhá. Mới là chiếc đôn này là một chiếc đôn thất để ngồi. Em đang làm kích thước là vuông 45, rộng 45. Toàn bộ là cái ván dày đủ 2 nhá các bác nhá. Rất dày, cực kỳ dày. Khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng. Chân là chân đục hoa là tây, yếm cũng đục hoa là tây, anh em nhìn cảm nhận giúp em. Bộ sản phẩm này thì kê chữ H thì đối diện chiếc đoạn lớn là luôn luôn sẽ có hai chiếc ghế đơn rồi. Thì các bác nhìn cảm nhận giúp em đi. Đập vào mắt các bác đây. Hàng vân thì không phải nghĩ được các bạn. Sâu của ghế đơn là 79, ngang lên tới là 1m25 phân và cao 1m45 là kích thước cả phủ bì. Toàn bộ là bản trương, là trương đục theo lối là hoa là tây và hoa hồng. Vương liệm trên đầu rất đẹp như này, sửa bằng te kỹ mọi người nhá. Nhìn các bác nhìn xem những đường nét, những cái bông hoa hồng này, nhìn trông như đục te luôn cho mình ạ. Vách thì là vách xẻ nguyên một tấm, dày 4 phân này, hàng để trơn này, vân là vân loang quá nhá. Các bác cảm nhận giúp em này, cực kỳ đẹp luôn, rất đẹp. Vách dày 4 phân, rất dày. Và te thì te chữ C. Đây vân này, quằn quại cho anh chị em mình ạ. Phải gọi là bộ sản phẩm này vân nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Khung tranh dày 4 phân và cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, vén cong, chân 14, đục hoa là tây. Yếm dày 4 phân, ghế đơn còn lại, anh chị em mình cảm nhận giúp em. Toàn bộ là hàng liền khối từ trên đến dưới và vân veo không phải nghĩ rồi. Nói về dòng hương đá là một trong chất liệu gỗ mà bây giờ được rất là nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng. Hương đá thì cái vân veo của nó đẹp, gỗ đều mò và tom gỗ rất là mịn và các bác dùng càng lâu giá trị càng cao. Sản phẩm này thì cơ sở như em làm là đôn kẹp ghế, còn anh chị em mình thích đặt theo yêu cầu đôn kẹp bàn cũng được. Đôn kẹp ghế em đang làm kích thước là rộng 45 và dài 55. Và các bác để nhìn thấy giúp em kể cả những cái chi tiết mà những cái đôn thì em cũng làm là hàng vân và vân tuyển chọn. Các bác nhìn thấy giúp em nhá, vân nó quá đẹp thôi anh chị em mình ạ. Hàng khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng. Chân là chân đục họa tiết hoa tây, yếm làm dày là 4 phân anh chị em mình ạ. Vừa xong thì em Biện đã giới thiệu xong mọi người một bộ sản phẩm Hoàng Gia chân 14 vách cánh bướm, hàng vách để trơn, hàng vân cực kỳ đẹp. Hiện tại bộ sản phẩm này em đang làm ở chất liệu vuông đá. Thì nhà em những cái bộ sản phẩm mà hàng vân nó siêu vip như này thì em đang bán những giá là trước là sẽ rơi vào là 85 triệu, nhưng mà trong thời gian này đầu năm em khuyến mãi giá chỉ còn là 75.800.000 đồng cho giá một bộ sản phẩm Hoàng Gia chân 14, hàng siêu vân cũng hương đá như này. Là giá đã bao gồm là hoàn thiện đẹp kỹ này, bao gồm tặng kính bàn, kính đôn dày 9 ly và miễn phí vận chuyển trong bàn kính là 50 km. Mọi người quan tâm với dòng sản phẩm Hoàng Gia hàng vân VIP
như lẻ, mọi người liên hệ qua số điện thoại hotline sẽ ghi trên phần video nhà em, hoặc có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em Biện để xem hàng. Tham khảo giúp em là cơ sở 1 nằm ở cạnh cây xăng Cổ Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội, có tổng diện tích và cây hàng và trưng bày rộng lên tới là 5.000 m², và có cả khu vực sản xuất mộc, khu vực hoàn thiện và khu vực trưng bày sản phẩm để anh chị em mình qua xem. Mắt thấy tai nghe nhìn thực tế các bạn nhá. Xem video của em mà thấy hay, ủng hộ cho em bằng những nút like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp em. Và em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và theo dõi hết video clip bên cơ sở. Thì em xin chào mọi người ạ.